quả chỉ bằng quạt máy. Một đặt quạt ở cửa sổ vào đêm. Vào mùa nắng nóng, nhiệt độ ngoài trời cao khiến nhiệt độ phòng cũng tăng cao theo. Tuy nhiên, vào ban đêm, nhiệt độ ngoài trời sẽ mát hơn trong nhà. Lúc này, người dùng hãy đặt chiếc quạt của mình đằng trước cửa sổ đang mở. Người dùng có thể sử dụng loại quạt gắn cửa sổ hoặc có thể tìm cách cố định những loại quạt sẵn có ở nhà. Đặt quạt ở vị trí này và mở cửa sổ sẽ giúp quạt cuốn khí mát vào phòng và luân chuyển bớt khí nóng ra ngoài trời khiến căn phòng trở nên mát mẻ hơn hai đóng kín cửa trong ngày như đã đề cập buổi sáng nhiệt độ ngoài trời sẽ rất nóng khiến nhiệt độ phòng cũng tăng cao theo vì vậy người dùng nên đóng chặt cửa buông hết rèm khiến căn phòng trở thành ốc đảo cách này sẽ ngăn chặn bớt nhiệt nóng tràn vào bên trong phòng nếu có thể lắp thêm quạt sát trần và quạt gắn cửa sổ để tạo thành dòng đối lưu để đưa khí nóng ra ngoài khí mát vào trong phòng ba dùng đá lạnh một phương pháp đơn giản nhưng đem lại hiệu quả cao là đặt trước quạt đang hoạt động một chậu đựng nước đá lạnh và thổi quạt vào chỗ muốn tạo hơi mát. Hành động này sẽ giúp nhiệt độ làm mát sâu hơn, nhanh hơn. Hơi nước cũng sẽ làm tăng độ ẩm trong không khí, mang lại cho bạn sự dễ chịu, thoải mái. Cách này không chỉ rẻ tiền mà còn đem hiệu quả cao và tức thời để làm mát căn phòng. 4. Tắt các thiết bị điện không cần thiết Hầu hết các thiết bị điện đều sinh ra nhiệt khi hoạt động. Vào những ngày nóng bức, những loại nhiệt sinh ra từ các thiết bị điện cộng với nhiệt ngoài trời sẽ càng khiến căn phòng trở nên nóng nực, khó chịu hơn. Vì vậy, người dùng nên tắt hẳn các loại thiết bị điện như bóng đèn, máy tính, TV khi không sử dụng thay vì đặt ở chế độ chờ. Năm không nên dùng quạt treo tường. Có thể quạt treo tường tiện lợi về mặt không gian, nhưng loại quạt này lại không làm mát toàn bộ phòng bằng quạt đứng. Nếu không gian phòng ở của người dùng nhỏ và chật, người dùng hãy chọn loại quạt đứng cánh nhỏ, đặt cạnh giường hoặc bàn học. Sáu đặt quạt ở vị trí thông thoáng, rộng rãi. Thông thường mọi người không quan tâm đến vị trí đặt quạt, họ nghĩ cứ đặt quạt ở bất cứ chỗ nào mình thấy thuận tiện vì quạt đặt ở đâu thì khả năng làm mát cũng như nhau. Tuy nhiên, suy nghĩ này là không đúng vì nếu đặt quạt quá gần tường, khả năng làm mát sẽ giảm, hoặc đặt quạt ở vị trí đầu gió khi trời đang nóng, quạt sẽ thổi gió nóng bên ngoài vào phòng, làm không gian trở nên nóng hơn, trường hợp đặt quạt trong phòng kín sẽ làm không khí khô nóng và thiếu độ ẩm. Vì thế, Người dùng nên đặt quạt trong phòng thông thoáng với cửa sổ, cửa chính đều mở, cách tường tầm 1 mét trở lên. Với quạt treo tường, chọn vị trí lắp đặt cao vừa phải, không quá cao sẽ làm giảm hiệu suất làm mát, không quá thấp vì nó sẽ thu hẹp phạm vi làm mát. 7. Sử dụng chức năng quay trái, phải, đảo chiều. Để tăng khả năng luân chuyển, tạo gió mát của quạt, người dùng nên sử dụng chức năng quay trái, phải, đảo chiều, không để quạt cố định ở một vị trí quá lâu không khí xung quanh vị trí này có thể tạo nên sự khô nóng làm bạn cảm thấy nóng hơn như quỳnh nguyễn quang